tường này nó dễ thương quá nè. Ở Melbourne có rất là nhiều những con đường nhỏ nhỏ vậy, giống như những con hẻm của Việt Nam vậy đó, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, trồng cây. Quay cái cây này xong. Wow, mình giống giống Việt Nam ha. Thấy thấy cái cây. Ba mẹ nha. Ok. Hai viên chua. Ok. Chú. Wow. Dễ thương quá. My Metron. Không ngờ ngay giữa lòng Melbourne City luôn ha mà có một cái con đường như vậy. Ủa, ai trồng cái này hả Hi? Ai trồng vậy ta? Ồ. Oh. Welcome to Beaufort Land Community Garden Project luôn á hả? Con trai. Cánh cửa gỗ. Dễ thương hay ha. Ồ, lần tới này là cái gì? Creamber Cafe. Ê, next time mình qua. Wow. Next time mình lại đây uống cà phê thử rồi Hi. Ồ. It look nice. Oh, let's go.